Ở đây tôi không định viết xã luận hay cái gì đại loại như thế. Chẳng qua là sau một thời gian thổ huyết nằm nhà suy nghĩ nhiều quá, muốn viết cái gì đó ra để giải tỏa dòng suy nghĩ, vậy thôi. Thầy giáo dạy tiếng Anh hồi đại học của tôi, một lão người Canada tính tình rất là quái đản, đã từng nói với tôi một câu như thế này: "Self-help is the most pathetic type of book." Lúc đó thì tôi chưa hiểu lắm, bởi vì tôi cũng chả bao giờ đọc sách về self-help cả. Cho đến khi một dạo nọ, ở cái xứ dân trí không qua ngọn cỏ này, rộ lên một cái phong trào: "Tôi tài giỏi và bạn cũng thế." Hoành tráng lắm, bao nhiêu người đi học, nghe này nọ, thấy bảo về cũng tài giỏi ra thật đấy. Và điều đó khiến cho một cái thằng tính tình cũng quái đản không kém như tôi rất là khó chịu. Bởi vì nếu như thằng quái nào cũng tài giỏi thì mình kiếm ăn được cái gì? Và thế là tôi cũng thử đi nghe ngóng xem sao. Sau một hồi thì mới nhận ra là đúng là có tài giỏi lên thật đấy. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ: được bao lâu? Self-help là một nhánh nhỏ của các sách tâm lý học và là một nhánh gây nhiều tranh cãi nhất. Gây nhiều tranh cãi ở đây là bởi vì nhiều người cho rằng cuộc sống của họ tốt đẹp hơn sau khi đọc những cuốn sách đó. Có điều, câu hỏi lại luôn là, như đã nói, được bao lâu? Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi là người có tìm hiểu về tâm lý học tương đối kỹ nhé, với mục đích duy nhất là có thể tự chữa cho bản thân khỏi căn bệnh trầm cảm. Những vấn đề về trầm cảm có thể sẽ đề cập sau đấy, còn ở đây xin chỉ nói về sách mà thôi. Thế nên tiếp theo đây sẽ chỉ là những chia sẻ trong khả năng hiểu biết. Đồng tình hay là không, xin bàn luận ở dưới. Vậy quay lại câu hỏi, được bao lâu? Tại sao lại là được bao lâu mà không phải là có tốt hay không? Thì có một điều phải công nhận rằng sách self-help rất là tốt, nhưng nó là tốt giả và hiệu quả đạt được sẽ không bao giờ được lâu dài. Cũng giống như những thứ chiêm tinh học, sách self-help thường xuyên nhắc về vấn đề ngụy khoa học. Tác giả đưa ra một vấn đề và không bao giờ gợi mở, hoặc là sẽ giả làm cho người đọc nghĩ rằng cuốn sách này khiến mình gợi mở. Hầu hết những sách self-help sẽ bắt đầu bằng một khái niệm gì đó và khiến cho người đọc ghi nhớ tư tưởng đó xuyên suốt cuốn sách. Đó là một cách ám thị. Mặc dù ở đây ám thị mang mục đích tốt, có điều anh có ở vị trí của tôi hay không để biết rằng nó sẽ tốt cho tôi. Những cuốn đại loại như là Đắc Nhân Tâm luôn đưa ra những tình huống tưởng như là có thật. Ví dụ, tôi có vợ 18 năm rồi, và trong thời gian đó ít khi tôi mỉm cười với nhà tôi. Từ sáng dậy tới khi đi làm, tôi ít khi nói với nhà tôi quá 12 tiếng. Nghe lời ông khuyên, tôi thí nghiệm tuần lễ mỉm cười. Và ngay sáng hôm sau, khi rửa mặt, ngó trong gương, tôi tự nhủ phải bỏ cái bộ mặt đưa ma đó đi và quyết chí mỉm cười. Khi ngồi vào bàn ăn sáng, tôi hớn hở chào nhà tôi. Nhà tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi giữ luôn như vậy trong 2 tháng nay và đã tìm thấy được nhiều hạnh phúc trong gia đình tôi hơn cả một năm vừa qua. Đây là một điển hình cho những tình huống tưởng như có thật. Đầu tiên, đó là việc người kể chuyện đưa ra 2 con số. Tôi có vợ 18 năm và tôi ít khi nói chuyện với nhà tôi quá 12 tiếng. Con số đầu tiên, ok, rất thuyết phục. Nhưng con số thứ 2 lại không mang lại thực tế. Ở đây, không phải con số không thực tế, mà là việc đưa ra con số cụ thể như vậy. Đó là việc không bình thường. Việc chỉ ra chính xác con số với tiêu chí là nói chuyện với ai đó thường chỉ nằm trong liệu trình điều tra tiền chữa bệnh của bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý thường sẽ hỏi bạn: anh có nhớ một ngày anh thường dành ra bao nhiêu tiếng để ngủ không? Để giao tiếp không? Và từ đó họ sẽ có cái nhìn về sinh hoạt của bạn. Có điều một con số 12 tiếng với chuyện nói chuyện với vợ thông thường không đủ để kết luận bất cứ điều gì. Và kết luận rằng tôi luôn giữ vậy trong 2 tháng nay và kết quả còn tốt hơn 1 năm là phản khoa học. Đây lại là một trong những kết luận tưởng như có thật
Trên thực tế, việc hình thành thói quen của con người không đơn giản như vậy. Và cách hình thành thói quen miễn cưỡng như thế cũng chỉ có khả năng kéo dài trong một thời gian ngắn mà thôi. Cái gì dễ đến, dễ đi. Thói quen được hình thành từ tiềm thức luôn có xu hướng là cố hữu hơn thói quen được hình thành từ ý thức. Và nếu muốn rèn luyện thói quen, phải hình thành thói quen từ tiềm thức, tức là từ những hành động mà chúng ta thông thường không nhận ra. Tôi hay sử dụng câu chuyện như thế này để nói về việc đấy. Anh có hay nhai đá không? Chắc chắn sẽ có nhiều người nghe câu hỏi này của tôi rồi. Và thông thường tôi gắn cái nhai đá với hành vi bạo lực tiềm ẩn. Và rất xin lỗi rằng đó là nói dối. Tất nhiên, tôi đủ khả năng để khiến người ta phần nào tin vào việc ấy. Bằng một câu chuyện kiểu như: thông thường thì những người nhai đá có xu hướng nghiền nát, cho nên là... Nhưng trên thực tế thì không. Tôi biết anh có xu hướng bạo lực, nhưng không phải thông qua việc nhai đá, mà thông qua rất nhiều biểu hiện của anh mà tôi quan sát được hàng ngày. Có điều, tôi sẽ dùng cái nhai đá này để gán cho hành vi trong tiềm thức của anh mà thôi. Và điều đó sẽ vô hình chung khiến anh hiểu rằng nhai đá bằng bạo lực. Và anh sẽ nhớ điều ấy. Anh sẽ bắt đầu không nhai đá nữa và cảm thấy mình có xu hướng ôn hòa hơn. Có điều nó chỉ là phương pháp tạm thời. Sách self-help cũng làm như vậy. Có điều, người viết sách không thể hiểu bạn bằng tôi. Người tiếp xúc với bạn hàng ngày cứ cho là như vậy đi. Cho nên, cái ám thị của sách rất nguy hiểm là như thế. Nó mang tính ý thức hơn là tiềm thức và nó tạo ra những thói quen không bền vững. Người viết sách không tiếp xúc với bạn, không lắng nghe những vấn đề của bạn, không hiểu về hoàn cảnh của bạn, nhưng bạn lại tưởng như là đang được giúp. Các vấn đề về tâm lý không chỉ đơn giản là một hai biểu hiện, nó là tổng hợp của vô cùng nhiều yếu tố. Bạn ngủ nhiều thì cũng không có nghĩa là bạn trầm cảm. Bạn cảm thấy yêu bản thân mình hôm nay quá nhiều thì cũng không có nghĩa là bạn bị chứng tự yêu bản thân. Bạn hay khóc không có nghĩa là bạn bị chứng quá nhạy cảm. Nó phức tạp hơn như vậy rất là nhiều. Tôi từng tham gia điều trị tâm lý dưới tư cách là một bệnh nhân trong một thời gian khá dài. Đồng thời, bố của tôi cũng là một bệnh nhân tâm lý. Và xin thưa là, để phát hiện được chính xác bạn có vấn đề gì là cả một quá trình. Đối với tôi, đó là những cuộc trò chuyện hàng tiếng đồng hồ, cùng với ghi chép là điện não đồ, là tiền sử thuốc, tiền sử tâm lý, tiền sử gia đình. Tệ hơn là, hầu hết những người nghiện sách self-help đều là những người có vấn đề về tâm lý. Thực ra nó chẳng đưa ra bất cứ một phương pháp nào mang tính khoa học cả. Tất cả đều chỉ là những thứ tưởng như có thật để mang tính thuyết phục, dành cho những người lười suy nghĩ và muốn đạt được kết quả nhanh. Ba cái khoa học tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Nó đưa ra những giải pháp rất tạm thời mang tính định hướng sai lầm cho một con người và hiệu quả không biết đồng thời có hậu quả hay không. Trong khi đối với tự điều chỉnh tâm lý bản thân, người muốn làm việc đó nên có một ít những biểu hiện cơ bản về tâm lý học, đồng thời có sự giúp đỡ của các chuyên gia thì mới có thể tự giúp mình được, mới chính thức self-help được. Bạn mới chính là người hiểu mình nhất, mới là người có thể tự thiết kế các bài tập tâm lý cho mình, biết mình muốn cái gì, cần cái gì, vì chắc chắn có những cái cả đời bạn không bao giờ nói với ai cả, nhất là ở Việt Nam. Có điều đó là con đường khó, còn sách self-help lại phù hợp với đa phần những người trẻ hiện nay trong một xã hội mà yếu tố chăm sóc tâm lý gần như bị bỏ rơi hoàn toàn. Tại sao tôi hút thuốc? Tại sao tôi uống rượu? Tại sao tôi ưa nhậu nhẹt? Tại sao tôi biết xấu mà vẫn làm? Đều là hệ quả của một xã hội mà yếu tố chăm sóc tâm lý gần như bị bỏ rơi hoàn toàn. Sách self-help xuất hiện đôi khi giống như một giải pháp chắc phá cho một vấn đề mà gần như con người ta không giải quyết được tận gốc. Cũng giống như băng gạc dùng để chữa chấn thương cuộc sống, nhưng biểu hiện của nó lại là chảy máu ở ngoài da. Bạn cảm thấy dễ chịu ban đầu, nhưng rồi nếu suy nghĩ một cách kỹ càng, bạn sẽ chỉ thấy mình được chỉ đường mà không biết đường đấy đi có đúng hay không. Thói quen của người thành đạt, cha giàu, cha nghèo, Tổng thống Obama đi Ý cũng thành công như thế nào? Tất cả cái đám đấy đều không phải là con đường đúng đắn để tiếp cận công việc chăm sóc tâm lý, giải quyết vấn đề của bản thân bạn. Tất nhiên là cũng chả ai hơi đâu mà đi dịch những cuốn khó hiểu như thế làm gì. Nhưng gợi mở cách tiếp cận làm gì, vì cho dù có là thưởng thức đi chăng nữa thì chúng cũng rất khó đọc. Nếu như có ai đó hỏi tôi là nên đọc sách gì, thì ở Việt Nam đang có một nhóm rất nhỏ những người đang học ở nước ngoài về các ngành xã hội học, tâm lý học,
với cái tên gọi là Việt Psychology. Họ vẫn đều đặn làm những nội dung về vấn đề tâm lý và thực sự là họ làm rất tâm huyết, một cách khó hiểu. Nhưng có điều rất đáng thuyết phục và đáng đọc. Sẽ có rất nhiều cuốn sách có thể tham khảo ở đó về tâm lý và ít ra bạn sẽ học được nhiều hơn là những thứ như đắc nhân tâm. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.